Em bé đã ngủ dậy. Chuẩn bị cho sang phòng này chơi nào. Hello. Hello. Ngủ ngon quá nhỉ. Good morning. Em bé nào ngủ ngon quá nhỉ. Happy Sunday. Chào con. Trong giấc mơ con đang mơ thấy cái gì vậy? Con đang mơ là con đang được chuẩn bị đi picnic. Thích vậy. Hắn ta đang tiến đến với tốc độ rất nhanh và nguy hiểm. Too fast and furious. Đây, dạo này rất thích trèo lên người mẹ xong rồi đứng lên. Kiểu để lấy đà đứng lên ấy. Nhưng mà bò nhanh lắm. Xin chào tất cả mọi người. Con chào mọi người chưa? Hello everyone. Ngày hôm nay là một ngày chủ nhật khá là nắng. Bởi vì hai ngày vừa qua thì trời đã mưa. Nói chung là hai ngày vừa qua thì cũng mát mẻ hơn rồi. Hôm nay thì gọi là nắng ấy, nhưng mà nó cũng đỡ nóng hơn ấy. Đợt nóng vừa rồi hình như là nóng kỷ lục hay sao ấy. Nên là bọn mình cũng chả cho mưa đi chơi đâu được. Hầu hết là toàn ở trong nhà. Tại vì thời tiết toàn kiểu 37-38 độ ấy. Thì ngày hôm nay nhân dịp là chủ nhật này, vậy là trời cũng mát hơn một tí. Hy vọng là chiều không mưa. Thì mình định là chiều sẽ cho bơ gọi là đi picnic một tí. Thực ra gọi là đi picnic thôi, nhưng mà kiểu chuẩn bị một vài đồ ăn nhẹ nhàng, gọn gàng, dễ làm ấy. Xong rồi bọn mình mang ra ngoài công viên ngồi. Vì từ đợt nóng rồi thì bơ toàn loanh quanh ở trong trung tâm thương mại này, siêu thị này, với cả ở nhà. Con nói gì đấy? Xong rồi mẹ đã chuẩn bị một vài đồ ăn cho nhà mình mang đi chơi nhá. Được không nè? Này. Ok. Bơ đã ăn hết một bát mì so men rồi. Bây giờ là những thứ còn lại này, không biết là sẽ ăn bao nhiêu đây. Có tùy hôm, những hôm thì ăn rất ok. Có những hôm thì chả thích ăn gì. Ok, bây giờ là 1:20. Và nhà mình vừa mới ăn cơm xong, cho bơ tắm xong, xong rồi đọc truyện, xong rồi cho ông ấy đi ngủ rồi. Thật sự là chưa làm được một cái việc gì cả. Bây giờ phải tranh thủ lúc này mà bơ vừa mới ngủ để bọn mình chuẩn bị nấu luôn. Không thì tí nữa cho bơ ăn sữa xong là phải đi luôn. Thì mình sẽ thống nhất là mang những cái món nào mà nó nhỏ gọn với cả dễ làm thôi. Bởi vì cũng không có nhiều thời gian nữa. Thì đầu tiên sẽ là mang hoa quả này, xong rồi nước hoa quả này, rồi nước cho bơ uống này. Xong rồi sẽ là 3 món. Đầu tiên sẽ là món salad, cà chua bi và rau xới. Đấy, xong rồi tiếp theo sẽ là một món có tteokbokki ở đây. Và cuối cùng sẽ là một món mà có thể ăn được với mì tôm. Mình sẽ mang theo một cái cặp lồng hoặc là một cái phích mà có phích bé mà có nước sôi, xong một tí nó sẽ đổ vào mì là ăn luôn. Nhưng mà bọn mình không muốn nấu thịt các thứ nhiều lắm, nên là đã thống nhất là sẽ ăn cái đây này, ăn cái mandu này của Bibigo này. Không biết mọi người đã ăn cái này chưa. Đây, mọi người nhìn hiện trạng của nhà mình. Lúc nào cũng một tủ ít nhất phải 5 đến 6 gói ở trong này, và kiểu các vị khác nhau á. Mỗi lần mình đi siêu thị mình lại kiểu cái này mình chưa ăn bao giờ, cái này mình chưa thử, thế xong lại bắt đầu khuân một đống về. Đợt này có vị mới đúng không? Ừ, đợt này đấy, lần này mình thử cái hải sản mình cũng này chưa thử. Chưa ăn cái hải sản này bao giờ. Mình thấy hôm trước ở trên một cái quảng cáo trên YouTube mình xem của hãng này, ghi là slogan là gì? Ngon khó cưỡng vạn người mê. Mình không biết vạn nào người mê, chứ thực ra nhà mình kiểu lúc nào cũng có sẵn trong tủ luôn. Nếu mà tối mà mình đói quá, đêm ấy, đêm đói quá thì mình sẽ nhờ ông Thành hấp cho mình mấy cái. Xong rồi nếu mà buổi sáng hoặc là bọn mình không nghĩ đồ ăn sáng ấy thì lại lôi cái này ra để rán. Nói chung là có nhiều option để mọi người chọn. Xem nào, ăn đây, có vị thịt này. Hôm nay mình ăn cái nào đây chồng? Thịt hôm này mình ăn cả ba đi. Dạ. Mỗi thứ thử một tí à? Ừ, mỗi thứ thử một cái. Cái tôm này là mình hôm trước là bình thường mình chỉ mua thịt thôi. Xong hôm trước ông Thành đã mua nhầm một gói tôm một lần. Thế xong rồi mình thích quá. Sau khi ăn gói tôm này thấy quá ngon. Cũng ngon mà. Thế là từ hôm đấy mua thêm tôm này, thịt này, hải sản này, ba cái này. Thực sự là cái đầu mình mới mua cái này này. Mọi người biết mình mua vì sao không? Bởi vì trên cái gói, trên cái vỏ ấy, đây này, để mình cho mọi người xem. Trên cái vỏ có một anh người Hàn Quốc rất chi là đẹp trai. Nói ra là mình mê trai. Đây là
chính là anh này. Eo ơi, kiểu mình nhìn vào là anh này đẹp thế này thì chắc là thịt cũng ngon. Ý mình là thịt thịt ở trong nhân ấy, không phải thịt của anh. Lộ quá đấy. Rồi đấy thì chắc là bọn mình sẽ chiên với cả hấp. Hai cái này là hai cái dễ làm nhất. Ok, bây giờ mình đã có nồi hấp ở đây, có chảo rán ở đây. Cái tteokbokki này thì chỉ cần đổ nước sôi vào xong rồi ngâm là nó đã mềm rồi. Đổ ở trên này. Để đây, nhớ. Trong này người ta hướng dẫn là có thể chiên, hấp, nấu súp. Ừ, có một cái này mà ăn với cả súp với cả nước xương ấy. Ngon nhỉ. Mình cảm bị mê cái này, dã man luôn ấy. Cái này thì mình thấy là nó thơm hơn những cái khác bởi vì xong rồi nó có thịt này, xong rồi có rau này, có miến này, mà nó kiểu thơm đúng kiểu vị Hàn ấy, nên là ăn nó không bị ngấy quá. Ăn kiểu gì cũng được, không thấy nó bị ngấy. Mình sẽ cho vào nồi trên không dầu. Một cái này ở ngoài nữa. Ờ, ok. Xong rồi mình sẽ làm một cái sốt đặc biệt để đổ lên trên. Được không mọi người? Trông ngon. Cho vào nồi chiên. Nồi nhà mình hơi bé nên phải xếp chồng chất lên nhau. Người đàn ông và anh con trai. Đây là tất cả những đồ mà bọn mình mang đi. Đến nơi rồi, đây là đầu tiên bọn mình đến công viên này. Con còn thích không hả con ơi? Dưới này rộng cực ấy. Ừ, mà nhiều cây ấy, lúc đầu đến trông cảm giác như là đang ở nước ngoài ấy nhở. Đang ở Nhật ấy. Trời ơi, gió hiu hiu mắt quá ta. Lại nhớ mấy hôm mình về quê ấy nhỉ. Nhiều cây như thế này ấy nhỉ. Thích nhỉ. Không biết là ở Hà Nội có chỗ như thế này đâu nhé. Lập lành quá. Đây là chó yêu thích mới của Bơ. Sướng. Ok, bây giờ trải xong rồi thì hai mẹ con bày đồ ăn ra đi nhá. Thì cả gia đình cùng đánh chén nhá. Ăn nào. Đấy, bên này thì có rất nhiều người đang thả diều này các cô chú ơi. Hát karaoke các kiểu. Cái sốt này cay phết nhờ. Ăn đúng kiểu Hàn đấy. Ngon nhờ. Đấy, cho mọi người xem mà. Làm siêu dễ luôn. Con không ăn à? Cái này cay lắm con ạ. Cho mà nó đặc nữa. Cái này là hải sản đấy đúng không? Ngon đấy. Thơm mùi tôm. Ngon lắm. Ngon. Còn đây là món salad. Cà chua bi với cả rau xà lách này thì thường vợ làm với cả thịt gà đúng không? Hôm nay cho thử cái mandu thịt này xem như nào. Ăn thử một cái mandu thịt này là cái mình thích nhất. Đấy là rau. Cái này hợp lý này. Kiểu ăn cái này thì là đồ rán nên nó hơi ngậy ngậy, hơi giòn giòn một tí. Thì mình ăn cùng với mấy cây rau này này. Ăn nó rất hợp lý luôn. Mình cho sốt salad này là sốt gì nhỉ? Sốt dầu mè đúng không? Sốt mè. Mua ở siêu thị. Cho vào. Nói là ngon đấy. Trong khi đấy ông Bơ
Ngồi tự uống nước. Gì đây con? Uống từ từ thôi. Mình uống từ từ thôi con ạ. Ồ, món gì ngon quá. Ngon thế nhỉ. Heo chì nào. Đây là lần đầu tiên cháu đi picnic đây. Lần đầu tiên được ra ngoài thiên nhiên đây. Hello, hai mẹ con đi chơi à? Hồi con đi chơi à? Đang thích lắm đây. Đang quậy quậy, đang muốn xuống nhưng mà toàn cỏ. Xuống đi thả diều đi con. Xuống thả diều của mọi người đi. Mặc bộ quần áo ơi, xem như anh nông dân. Thích kìa. Sướng. Mặt sướng nhờ. Đây là túi rác của bọn mình. Xong xuôi thì sẽ mang về nhà để vứt. Vì hình như ở đây cũng không có thùng rác. Nhưng mà nên thế. Chứ nếu mà có thùng rác thì ai cũng vứt vào đấy thì đầy, ai mà dọn cho sủi. Mà được cái mình thấy ở đây rất sạch, chứng tỏ mọi người cũng kiểu có ý thức giữ gìn đấy. Nên là bây giờ phải quay bằng điện thoại. Cái cảnh hoàng hôn này nếu mà có máy ảnh quay thì chắc là đẹp lắm đây. Mà chung hôm nay phát hiện ra chỗ này rất chi là và cũng không xa nhà mình lắm. Sao đây con mệt chưa? Bắt đầu đấy. Chỗ này thì chắc là sắp tới vợ chồng mình sẽ cho bơ xuống đây chơi nhiều hơn. Vì đi cũng gần mà nhỉ. Xong lại rộng rãi, xong lại mát mẻ. Nói chung là nhìn thấy mọi người kiểu biết giữ vệ sinh ấy. Mọi thứ nó sạch sẽ, hy vọng là nó sẽ vẫn tiếp tục như thế này. Ok, mình đi về thôi. Thôi mình đi về nhà, con nha. Con chào các cô, các chú đi. Để mình đi về nhá. Bye bye. Bye bye.